Bạn cùng bạn nữ của tôi bị bắt nạt ở trường. Tôi lại đứng nhìn không giúp gì, thậm chí còn chế giễu cô ấy. Bởi vì kiếp trước khi cô ấy bị bắt nạt, tôi đã ra mặt giúp đỡ. Kết quả, cô ấy lại cùng với những kẻ bắt nạt cô ấy vu oan cho tôi, làm cho gia đình tôi tàn nát. Được sống lại một lần nữa, tôi nhất định sẽ không giúp đỡ. Lúc này Giang Thần cũng vừa bước ra khỏi lớp. Tôi tưởng rằng anh ấy lại sẽ giả vờ ra mặt giúp đỡ, nhưng anh ấy lại giả vờ như không nhìn thấy. Trở lại lớp học, tôi bỗng cảm thấy hơi thú vị. Không lâu sau, Lưu Như Yên trở lại. Toàn thân cô ấy bốc mùi hôi thối, tóc của cô ấy cũng bị ướt. Giang Thần lại giả vờ lo lắng gọi Lưu Như Yên. Sao vậy? Cô không sao chứ? Có phải ai đó bắt nạt cô không? Nói cho anh biết đi. Anh sẽ báo cáo với thầy cô. Giang Thần tỏ ra rất thương hại Lưu Như Yên. Lưu Như Yên lại cúi đầu, không nói gì. Chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, nhìn tôi với vẻ suy tư. Tôi lại cảm thấy có điều gì đó không. Cả đời này của tôi chưa bao giờ giúp đỡ cô ấy. Sao cô ấy cứ nhìn tôi thế? Chẳng lẽ là thù hận tôi? Liệu kẻ thù của cô ấy cũng sẽ bị cô ấy thù hận? Thực ra tôi không sợ Lưu Như Yên thù hận tôi, bởi vì trong xương tủy cô ấy chính là kẻ hèn nhất. Những người bắt nạt cô ấy, cô ấy không dám báo thù, ngược lại còn kết bè kết phái. Những người giúp đỡ và chăm sóc cô ấy lại lợi dụng họ, cho rằng sự hy sinh của người khác là điều đương nhiên. Kiếp này tôi không giúp đỡ cô ấy, không chủ động trở thành bạn cùng bàn của cô ấy, không ra tay giúp đỡ cô ấy khi bị bắt nạt. Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy. Nhìn cái gì mà nhìn? Mặt tôi có hoa à? Cũng không phải tôi bắt nạt cô. Lưu Như Yên hậm hực thu lại ánh mắt, cúi đầu kiên quyết mím môi, im lặng không nói. Kiếp trước Lưu Như Yên cứ gặp chuyện gì là cúi đầu im lặng, nước mắt lưng tròng. Chính vì vẻ đáng thương của cô ấy, tôi không nhịn được mà nhiều lần giúp đỡ Lưu Như Yên. Kết quả là khiến những cô gái xung quanh cười ầm lên. Họ không chút nể nang mà chế giễu, mỉa mai. Hoa sen trắng tặng ai vậy? Cô xấu xí như thế, cười cũng khiến chúng tôi ăn không nổi cơm. Đúng vậy, người như vậy ở trong lớp chúng ta thật là hạ thấp nhan sắc trung bình của lớp chúng ta. Ha ha ha, lúc này đã có người tò mò đến gần bàn học của tôi. Là cô gái ngang ngược đã bắt nạt Lưu Như Yên trong mấy tiết học trước. Cô ấy vô tư đến gần tôi. Thì ra hát bao của trường cũng không thích con bé xấu xí này. Có nên tìm thêm trò vui từ nó không? Tôi lạnh lùng nhìn cô gái ngang ngược này. Cô gái này tên là Vương Liên. Kiếp trước cô ấy đã thầm thương trộm vì bị tôi từ chối nhiều lần, nên cô ấy đã nghĩ ra một cách để tạo náo loạn. Lưu Như Yên công khai tỏ tình với tôi, muốn cố tình tạo sự đối lập với vẻ đẹp của cô ấy. Cô ấy cũng không phải là người tốt gì. Thấy tôi không trả lời, cô ấy tưởng rằng tôi đã đồng ý. Cô ấy thì thầm vào tai tôi nghe nói bố cô ấy là người ngốc. Nhà cô ấy được trợ cấp, mỗi tháng nhận trợ cấp xã hội để sống. Nói xem nếu tôi bắt cô ấy phải nộp tiền bảo kê, người bố ngốc của cô ấy cùng cô ấy chẳng phải là phải ăn không khí hay sao? Ha ha ha. Em bị điên rồi à? Muốn làm hiệp sĩ cứu Mỹ nhân? Em muốn ra tay giúp đỡ à? Nghe thấy lời này, Lưu Như Yên vốn đang cúi đầu bỗng nhiên ngẩng lên, dùng đôi mắt liếc nhìn tôi, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Tôi cười lạnh, cướp quạ, tống tiền, làm ơn đi xem luật hình sự có thể bị phạt bao nhiêu năm nhé. Yên tâm, em chưa thành niên nên sẽ không bị phạt nặng, tối đa là ở trại giam vài năm rồi sẽ được ra ngoài. Có vẻ như em muốn ra mặt giúp đỡ cô ấy, chẳng lẽ em thích con bé xấu xí này? Không, tôi chỉ muốn nói với em, đừng lại gần người này, sẽ gặp chuyện không may. Cho đến khi tan học buổi chiều, vì tôi xin phép về nhà nên trực tiếp rời khỏi trường học. Kết quả là vừa bước ra khỏi cổng trường, tôi nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của một cô gái phía sau, giọng nói khẽ khàng, chiều nay cảm ơn anh đã bênh vực em nhé. Phát hiện Lưu Như Yên không biết từ lúc nào lại đi theo sau tôi, mà tôi hoàn toàn không hay biết gì. Tôi lập tức cảnh giác nhìn cô ấy, lùi lại hai bước, ánh mắt đầy sự ghê tởm không che giấu. Em muốn làm gì? Tại sao em lại theo tôi về nhà? Cô ấy vội vàng nở một nụ cười với tôi, nhưng nụ cười này lại rất mèo mó. Xin lỗi, em đã làm anh sợ. Em không có ý gì đâu, em học sinh học buổi sáng, em chỉ muốn cảm ơn anh thôi. Em biết anh khác với những người bạn học cười nhạo em. Anh là người tốt, luôn luôn như vậy. Tôi mới nhớ ra, Lưu Như Yên vì gia đình nghèo khó, luôn luôn học sinh học buổi sáng. Nhưng lúc này tôi lại cảm thấy buồn nôn. Em nghĩ nhiều rồi, tôi chẳng hề nghĩ về em. Thực sự tôi phải nói thật, em khiến tôi thấy ghê tởm, không phải vì ngoại hình của em, mà vì tâm hồn của em phát ra một mùi hôi thối khó chịu. Lưu Như Yên, em nên tránh xa tôi, nếu không tôi cũng không ngại làm như họ đối xử với em đâu. Tôi không muốn từ một nạn nhân trở thành kẻ bạo hành, nhưng nếu trở thành kẻ bạo hành có thể khiến Lưu Như Yên tránh xa tôi, làm cho gia đình tôi khỏi gặp nạn, thì tôi sẵn sàng làm. Tâm lý và đạo đức của tôi chỉ được xây dựng trên cơ sở tôi và gia đình tôi không bị tổn thương. Lưu Như Yên đứng yên tại chỗ, nhíu mày, có vẻ rất không hiểu tại sao tôi lại nói ra những lời này. Khi rời đi, tôi nghe thấy cô ấy lẩm bẩm, không nên, không nên đối xử với tôi như vậy. Tôi đã khổ sở như vậy rồi, anh ta nên đồng cảm với hoàn cảnh của tôi mới đúng. Mà khi nghe thấy những lời này, tôi chợt cảm thấy lạnh người. Chẳng lẽ cô ta cũng được tái sinh?